Thời gian quá thành phố Tuyên Quang hừa căn thuốc rồn bài lệnh cân với khẩu hết bài dự án đã đầu tư, cung cấp mệnh hết gần bài kế hoạch với khẩu hết bài dự án mới theo từng bài viết, dòm với khẩu hết tốc cón bài công trình trọng điểm, hết bền ti chân đầy ti đô thị. lai bài hàng mục công trình với khẩu hết đẹo, ao khẩu dung đã hết hở ti đô thị thành phố đẩy chân đầy hiện đại. công trình quảng trường trung tâm thành phố tuyên quang mi tăng mức đầu tư quảng thi thiếp tỷ đổ nưa thòng thiếp diện mét vuông khuôn viên khéo piac và mi lai mọc biếc bài ti công cộng phục vụ bên hồng gần dân ti pe khẩu hết bài viết chính trị văn hóa xã hội của thành phố Có phấn hết đầy miak ti Bắc tú trung tâm hành chính thành phố thêm hiện đại thay tón cần khách Đến nay thì quá bừa thì cũng công đơn vị còn còn của mi số nâng bài mắc căm đánh đánh đề nghị khấn ban quản lý bài ti của cái đại ta trần ó khế khướn cắp lai bài công trình báo chỉ hứa pin học cần dân bên màn đình ngay hơn mà nhàng ao thân hở thành phố tuyên quang càng văn càng thêm tôi mới bài ăn cầu bình ca an hòa tình hút đã có phấn the pin học cần dân thông bướng phán đồng tô mì ăn tuần hẹo the buôn khai hang tí tàng thông bướng phán thông cùng lên nâng tân bài ti trần tây hết bên hà nam mới hở phán thành phố Cần này thành phố đã hết lẹo bài viết lập chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, Thân Pít Sơn Đông Hã, Khát Tàng, Thân Pít Xiên, Linh, Tham Thiếp. Đề án hết cửa trung tâm thành phố Tuyên Quang theo Khát Tàng Đô Thị Thông Minh, Tòn Thong, Sơn Đình tổng Ít, Thong, Sơn Đình tổng Hã, Khát Tàng, Thân Pít Xiên, Linh, Tham Thiếp, trình cấp ủy thẩm quyền phê duyệt. Thành phố đầu tư là rất nhiều tuyến, rất nhiều đường. Thành phố đã chân óc với khẩu hết lai bài đẹp. tí tăng bê mà, tí cua cái đây thì hắc thần hậu cuối tuyên quang hết kín cang văn cang tay khấn bằng tang thong bướng phong thông tang trục đô thị khinh ti thân bài ti trung tâm huyện yên sơn nắm vừa khởi công giá tầng bảy bị quá thành phố cùng đã ốc ren với khẩu hết đây hết thay tối lại bài ti đơn thành phố thế hết bên làng bài viết chương hỏi trật tự an toàn giao thông chương ngồi bên tây của ti đô thị và bài viết quy hoạch tầng thời gian quá Phong cũng đã ngòi trọng đơn bài viết hứa hở thành phố, phố, phố hết đây bài kinh viết quy hoạch sư đơn bài ti theo biên đồng quân dân chắc và bê khẩu hết đây tàng Pema đẩy tà trần óc hết đây đã hết bên đô thị càng văn càng văn minh hiện đại thành phố tuyên quang tiếp tục với khẩu hết đây bài viết quy hoạch hết hướng thêm lai like bài ti đô thị mới bằng khu đô thị sinh thái phú lâm khu đô thị kim phú khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại tỉnh húc khám bị thong xin thong tiếp thong các bài viết gần hết của thằng hệ thống chính trị và bên nào gần dân tin thuấn thành phố xem thêm lai like bài viết chân tây các vấn hết lẹo, khát tàng ao thành phố tuyên quang theo bền đô thị loại s đơn vị thong xin linh thảm thiếp